Thuật Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình thật sự rất là vui luôn, một lần nữa trở lại thăm gia đình của anh Buôn. Thì được sự hỗ trợ của cô chú Mạnh Thường Quân, hôm nay mình đến thăm gia đình của anh Buôn nha. Thì trước khi đi vào nhà của anh Buôn thăm thì mình cũng giới thiệu sơ cho các bạn biết là gia đình của anh Buôn như thế nào. Thì gia đình của anh Buôn thì sống thì trong căn nhà nhỏ, chỉ có hai vợ chồng và năm đứa con. Thì chị sanh năm đứa nhưng mà mất một đứa, hai đứa thì vì lý do hoàn cảnh khó khăn quá thì đem đi cho, và còn lại hai đứa thì anh chị đang chăm sóc và nuôi dưỡng. Bây giờ xin mời các bạn cùng vào thăm gia đình anh nha. Hai, chào con, ba mẹ đâu? Dạ, anh chị Buôn em mới tới. Anh ơi, mặc đồ vô cho bé đi. Bộ mới tắm xong hả anh? Vậy hả? Hôm nay anh chị ở nhà hả? Bên Tường không có đi mặn. Vậy hả anh? Mặc đồ vô đi con. Đồ mới nè. Đi, đồ đẹp mới rồi, đồ đẹp mới rồi. Mình vô nhà nha. Rồi, giỏi quá. Đi vô con trai ơi. Em đến thăm gia đình một chút nha. Đi vô con gái. Con gái ơi, mình ngồi đây đi anh chị. Anh chị ngồi bên đây đi ha. Rồi. Anh chị ăn cơm nước gì chưa? Rồi. Con gái qua đây nè, con trai qua đây ngồi với gì nè. Anh chị ăn cơm rồi hả? Hôm nay gầm lớn. Anh nói cái cửa giùm em. Cửa rồi à. Gặp lại em vui không? Vui. Hôm nay thì anh chị có đi làm không? Không. Dạ. Bữa nay hôm qua này Tường không có đi mà. Tường không có đi mà. Vậy hả? Anh công việc hàng ngày của anh chị là làm gì, có thể nói cho cô chú biết được không? Mò ốc. Mò ốc hả? Anh với chị là cùng đi mò ốc luôn. Mò hai chồng thì ngày được có khi 10 ký, có khi 7 ký. Dạ. Có khi mấy ký. Dạ. Rồi mình bỏ là mình đi bò mò rồi hai đứa bé này sao? Ai giữ? Phá cửa nhốt lại. Chỗ có bị té gì không con? Không, phá cửa sau của trước rồi. Vậy hả? Rồi ở nhà thì cơm nước thì sao? Anh chị đi mò có nhanh không? Rồi ấy vậy là nấu cơm, nấu nước, ăn, cơm đi rồi đi mò. Cũng như giấc này nè mới đi mò. Dạ, vậy là ăn cơm sáng xong rồi khóa cửa để hai đứa nhỏ ở nhà. Dạ. Rồi xong anh chị mới đi mò. Dạ. Thì hai anh chị mò một ngày là khoảng được bao nhiêu ký? 10 ký, có khi 7 ký. 10 ký. Dạ. Một ký như vậy thì anh chị bán được khoảng bao nhiêu tiền? Bán được 7 ngàn. 7 ngàn thì cũng một ngày sinh hoạt trong gia đình là cũng 70 ngàn. Mà ngày nào mình cũng đi mò hay sao anh chị? Ngày nào cũng đi mò, có bữa 29-30 thì nghỉ, với gầm đều nghỉ. Dạ. Thì ngoài công việc mò ốc ra thì anh chị có làm thêm nghề gì nữa không? Không, chỉ có nhận lưới kiếm cá ăn thì thêm. Dạ. Cô gái ăn. Dạ. Chào con nha. Anh con tên gì? Tôi tên Quý nói. Con tên gì? Nói đi con. Trời trời, đồ nhỏ vậy nghe nghe chích tôi nha. Bao nhiêu tuổi rồi chị? 7 tuổi vậy em cũng biết. 6 tuổi, 7 tuổi hả? Còn con? Còn con? Con tên gì? Con tên Kỳ. Kỳ bao nhiêu tuổi rồi? 5, 2, 3. Kỳ bao nhiêu tuổi rồi anh? Nó tính sàn cỡ đi học mượn. Đi dạy học á. Gia đình mình là thuộc diện hộ nghèo cận nghèo hả anh? Có giấy chứng nhận hộ nghèo cận nghèo luôn. Nguyễn Thị Bé. Nguyễn Thị Bé là ai anh? Dạ. Là vợ. Lê Thanh Trà là con. Con là tên Trà. Còn tên ngoài là tên Kỳ. Rồi Lê Thị Quý. Là con tên Quý. Đúng không? Đúng rồi. Dạ lắm. Cái này là 6 tuổi rồi. Tại sao là con chưa được đi học? Không bị gì lo như vậy đó. Rồi đau rồi không có tiền mua thuốc. Mới mua cho anh ấy cơ. Anh chị có đăng ký trường học cho bé chưa? Chưa. Tính đi đăng ký. Hộ khẩu của mình là thuộc về đâu anh chị hả? Hòa Bình Thạnh. Hòa Bình Thạnh hả? Có hộ khẩu. Thôi cái này nếu mà khó khăn quá thì em sẽ giúp cho anh chị cái việc mà để cho đi học nha, cho Trà đi học. Thì cũng sắp tới tụ trường rồi, làm sao lo kịp đi Tàng? Không, bây giờ muốn mãi là đem xuống giờ ngặt cái con nhỏ này nè. Tính giờ đưa hai đứa luôn. Đưa hai đứa luôn á. Phải giữ nó nữa. Giờ khai tranh, nếu mà đưa hai đứa rồi mà không được luôn. Dạ. Hai đứa tính hai đứa tranh. Quý là 2016 thì Quý mới có 4 tuổi thôi. Tính đưa hai đứa đi tranh lại luôn.
Này 4 tuổi là con là vô lớp 1 rồi đó. Đó. Cha là vô lớp 1 rồi. Ừ. Nên đến đưa qua chợ ngoại. Thôi cái này đi để nữa em sẽ trao đổi với anh chị sau nha. À. Thì hồi lúc trước á là em có nghe chị nói là lần trước á là gia đình mình thì có 5 người con. Một bé là mất rồi, còn hai bé là mình cho người khác để nuôi hay sao anh? Dạ. Yeah. Lý do tại sao mà mình phải mày cho bé như vậy anh? Không có khả năng nuôi nổi. Gia đình mình khó khăn ha. Có hai cả. Như con? Có hai cả. Người ta kêu cho cái nền mà kêu bù 3-4 triệu nữa mà không có cho cái nhà 3-4 triệu nữa, lo không nổi. Chị gì đi với chị đặt gọi đó. Dạ. Yeah. Chị với xã đó. Dạ. Là cái nhà này là mình được chính quyền địa phương hỗ trợ để cắt lại hay sao anh? Mà cho bù 5 triệu hay 3 triệu gì đó, em cũng không biết, 10 triệu gì đó mà không Bùi có tiền. Ngày nào lo sống ngày nấy. Bù vô để sửa chữa nhà. Tiền này phải là 3-4 triệu nữa. Còn phần còn lại là do bên chính quyền địa phương họ lo. Nhờ bên hỗ trợ 40 triệu gì đó. Chị nói nè. Dạ. Chị với anh Nắp Tùm nói. Dạ. Là đất là đây là của mình luôn hay sao anh Buôn? Đất này đất của bà già muốn cắt mình theo cắt hả? Dạ. Rồi con. Rồi hôm nay thì em đến gì con? Gì dò gì dữ ạ? Hôm nay thì em đến thì cũng đại diện cho các cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng cho gia đình của anh Buôn thì chị đây nha. Hai bé một số tiền. Thì trước mắt thì em sẽ gửi số tiền trước nha. Cái này là bình nhớt hay gì anh? Đó mới bắt được con rắn chung nuôi. Anh bắt con rắn chung hả? Anh lấy là bắt con rắn chung nuôi. Nha. Đây thì em sẽ gửi cái phần của Thảo, cũng là nhỏ tuổi cho nên là em gọi là bạn Nguyễn Thảo, gửi tặng cho gia đình anh Buôn một phần quà nha. Đây. Chị gần em thì em sẽ trao cho chị ha, là 1 triệu. Đó là của bạn Nguyễn Thảo gửi tặng cho gia đình mình. Anh có đôi lời gửi đến chị bạn Nguyễn Thảo không? Đợi xíu nha con, đợi xíu nha. Cũng, chúc may mắn cũng có lần đến gặp mặt vui gia đình. Dạ. Và tiếp theo là của chị Hiền, cũng gửi tặng cho gia đình mình một số tiền luôn nha anh chị. Dạ. Số tiền là 500.000 đồng. Dạ. Anh có đôi lời gửi đến chị Hiền đi. Chị Hiền cũng chúc chị mua mai bán đắt. Dạ. Dạ. Thì em thấy trong gia đình chị cũng có con nhỏ, bé nhỏ xíu à, 4 tuổi, bé 6 tuổi. Thì ở đây thì em thấy xung quanh nó toàn là chuối không à, còn ở dưới thì nó rác rưới quá nhiều luôn. Thì sẽ có rất là nhiều muỗi. Nếu mà anh chị có thời gian thì mình dọn dẹp cho nó thoáng mát một chút xíu. Nghèo hoài đó. Rồi cái phần chai dầu này là của chú Nghiệp cô Dung em gửi về, gửi tặng cho mỗi hộ gia đình. Thì hôm nay thì sẵn dịp đến thì em gửi tặng cho anh chị chai dầu. Dạ. Cái chai dầu này thì em nghĩ là trong gia đình mình rất là cần. Dạ. Cái này thì các cô chú gửi về nhưng mà em cũng muốn gửi một ít cho các bé ở đây đang ăn bánh kẹo. Này bánh kẹo cho hai con nha. Có cảm ơn gì không? Có cảm ơn gì không? Tiếp theo là có một ít số đồ cũ là của chị Đoan, gửi về cho nhóm tụi em. Thì mấy bé bên nhà soạn được một ít bộ, còn lại thì em cho những cái người bé mặc dừa đó thì em sẽ gửi tặng. Thì chị xem coi phần đồ nào thì bé trai mặc được, bé gái mặc được thì chị lựa lại ha. Cho mấy bé sử dụng. Là em thấy đồ mấy bé nó cũng cũ hết rồi. Bởi vì nó hở giờ quá chị. Đồ này cũng rất là còn mới và thơm sạch sẽ lắm. Đây có bé rái nè, đó thấy cưng chưa, em nghĩ là cái này sẽ vừa với bé ha. Có rất là nhiều bộ luôn nè, cưng lắm. Đây có cái quấy nữa nè đó. Trời, có mấy cái áo đầm này, em thấy là đầm là chị Đoan gửi về nhiều á. Đây đó nè, cưng chưa. Con sò cái dừa không? Thử nha. Mình thử nha. Dạ. Dạ. Có gì chồng thử cho con nha. Có dừa không? Nè mẹ chồng đi mẹ. Mẹ chồng thử dừa không? Nè. Cũng kẹo mà. Ngon không con? Kẹo ngon không?
Ngon không? Vâng. Ngon hay con? Giờ đẹp không nha? À, đồ này chị gửi về cũng rất là mới và thơm. Rồi, đứng lên đi con gái, con đứng lên con gái. Vừa quá. Cái này là làm cái áo thôi. Còn cái quần nữa hả chị? Có mấy cái quần trong đây nè, em có đem nè. Hả? Hả? Không biết mặc vừa không? Cái này là cái áo nữa rồi. Đó. Bé này chắc mặc vừa hết hả chị ha? Là có gì chị soạn nha. Có một số áo của chị nữa, em để phía dưới. Rồi mình mở ra nha con, để nực quá nực rồi. Rồi con ngồi xuống nha. Rồi kéo ra. Đúng rồi. Má lậu anh chở má lậu tới cho chỗ mì đó nha. Sáng này cho được anh được năm mổ. Năm mổ hả? Ừ. Gầm lớn này người ta có cho gạo anh chị không? Không. Không có cho gạo hả? Ừ, có ngày mai á anh ta hứng. Dạ. Mai cho ái gì vậy? Một phần quà vậy thôi chứ đặt không nhiều. Thì hôm nay thì em cũng đại diện các cô chú mạnh thường quân đến đây thăm gia đình mình. Thì cũng xin chúc cho gia đình mình có nhiều sức khỏe nha anh chị. Sau đó là cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho con cái sau này. Thì cái phần sau bé này nè, có thể là em sẽ giúp cái gì được thì em sẽ giúp để cho bé được đi học. Dạ em tính giờ đưa cho đứa này đi học mẫu giáo, thằng này đi học lớp 1. Dạ. Trường nó gần cái bên. Dạ. Là hai đứa đều đi hết, rồi để anh chị ở nhà kiếm công ăn chuyện làm để giờ có vốn được thì bữa hổm tôi nói với anh Tùng với Mạnh Thường Quân giúp được khoảng anh mì kè 30 triệu mấy rồi bây giờ mình mua lú chị. 30 triệu để anh làm gì? Để anh làm mua gì? Lú đi đặt cái sông. Ồ nhiều tiền vậy đó hả? Thì chị tính cái 350 là chị 350 một cái lú mà anh đặt bao nhiêu cái lú? 50 cái hả? À. Thì nó đâu tới 30 triệu. Rồi chị cái vỏ cái vỏ đặng mình mới chở thì mình đặt lượt là cái vỏ khoảng bao nhiêu tiền nữa? Cái vỏ khoảng 17-18 triệu. Rồi cái máy nữa. Cái máy chạy anh có biết chạy máy không? Biết. Biết luôn hả? Biết cơm gì nữa. Cái đó thì phần đó thì em phải xem xét về bên chính quyền địa phương và các cô chú mạnh thường quân. Thì nếu mà có cô chú thằng mạnh thường quân nào có thể giúp đỡ được anh chị thì em sẽ cố gắng. Chứ hỏi chị nè, và nuôi bò thì nuôi bò cái vốn thì chết. Dạ. Đó nếu mà cho dài được thì mình cũng có tiền xây sở mình trả được thì phải được. Dạ. Anh chị cho em tham quan căn nhà của anh chị một chút xíu nha. Đây, dạ, chị dẫn em vô nha. Nhà mình thì trên đất này là đất nhà hả? Còn căn nhà thì thì ở thì chỉ ở dọn dẹp như vậy thôi anh chị. Dạ. Buổi tối là anh chị ngủ đâu? Ở đây nè. Ở đây hả? Dạ. Có bị dột nắng, dột mưa gì không? Dột mưa mà sập cái này xuống. Sập cái cửa này lại thì nó không bị dột mưa. Mưa đó mà không có mưa vậy. Mày được mưa tạt chỗ đó đó. Ấy dáng. Dán thì lại lủng lỗ hết trơn vậy, bé đi sẽ dễ bị té á chị. Cái lỗ to là to luôn nè các bạn. Nè mấy cái này là dễ kẹt giò lắm. Nó lặn á, nhà nó không coi. Không có dán chị á. Rồi thôi mình đi ra trước nha. Căn nhà thì rồi mình vô ngồi nha. Qua ăn. Ý là nào dở cơm anh nấm nấu cho đó. Dạ. Dạ thì hôm nay thì đến thăm gia đình của anh Bun thì cũng thay mặt nhóm thôn nữ miền Tây xin cảm ơn các cô chú mạnh thường quân. Thứ nhất là bạn Nguyễn Thảo, thứ hai là chị Hiền, thứ ba là chú Nghiệp cô Dung, thứ tư là chị Đoan. Thì cảm ơn tấm chân tình của các cô chú mạnh thường quân. Xin chúc các cô chú mạnh thường quân thật là nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.